Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật ha. Nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa bu ta sa nam mô ta sa pha ga va tu a ra tu sa ma sa bu ta sa. Xin chào quý vị. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm 2021. Chúng ta tiếp tục học vi diệu pháp online. Tuần trước á là tự nghĩ là mình xong cái chương 15 rồi, chương 5 rồi, nhưng mà hóa ra là còn thêm một đoạn một phần nữa. Khoảng 8 cái slide nữa là hôm nay mới xong chương 5. Và hôm trước cũng có nói đó là xong cái chương này đó là mình để ra một chút thời gian mình ôn tập bằng cách vào trong cái chương trình Quizlet. Trong đó là có cái phần là ôn thuật ngữ, những cái thuật ngữ Pali Việt mà mình đã học trong cái chương 5 á. Thì hôm trước là có gửi cái link qua cho quý vị, mà còn đôi lúc có nhiều người không có thời giờ để vào, cho nên lát nữa đó khi mình học xong cái chương, cái đoạn phần, cái phần cuối của cái chương 5 đó, mình sẽ cùng nhau vào cái Quizlet đó để quý vị xem cái cách để mình ôn bài. Đặc biệt là những người mà đang đi học, đang là những vị tăng ni hoặc là những vị đang học từ xa đó, thì cái cách mà ôn bài này là rất là hiệu quả. Bây giờ để share mình học hết cái phần của chương 5 rồi ha, phần cuối còn lại. Đây, chắc là quý vị thấy được cái share rồi ha. Đoạn này là đoạn 15. Icche văn gahita pati santhi ka năng panna pati santhi nirotha nantara toppa phuti tăng eva la ba năng, xin lỗi, eva lam ba năng arapa ta deva chitang yava chuti chitupada asati viti chitupade favasanga favina favanga santati sankhatang manasang apfocinang nadi soto viya pavattati pariyosani ca javanavasena chuti chitang hutwa niruchati tato parancha pati santhadayo ratha chakang iva yatha kamang eva paripattanta pavattanti. Bài hôm nay thì cũng có khá nhiều từ mới này. Đầu tiên là từ gahita pati santhi kanang. Tiếng Anh dịch là those who have thus got rebirth, và tiếng Việt dịch là những chúng sanh phải tái sanh. Chữ gahita là got, tức là đã có được, phải gọi có được, và chữ pati santhi tức là tấm tục sanh hoặc là sự tục sanh. Thêm chữ satika đã còn thêm chữ a năng là đối với những, cho nên đối với những chúng sanh mà phải đi tái sanh. Rồi tiếp theo mình có động từ, có cái từ là pa phu tí là sau khi hoặc là bắt đầu từ. Apfocinang là không gián đoạn, tiếng Anh là uninterruptedly. Nadi soto viya, ở đây mình có cái chữ nadi là dòng sông, soto đó là dòng suối, và viya là như, thành ra đó ở đây là like a stream, đúng ra là like a stream or a river, à, vừa là stream vừa river nữa đó, như sông như suối. Pariyosani at the end tức là đến đoạn cuối, và ratha chakang, ở đây mình có cái chữ chakka là bánh xe và ratha là chiếc xe, cho nên ratha chakang là bánh xe, wheel.
Mình nghe cái mình hay quen cái từ là Dhammacakka là bánh xe pháp, gọi là pháp luân, còn đây là Ratthachakka là bánh xe xe thường. Rồi xin lỗi, bây giờ mình xin lỗi trở lui lại để quý vị mình đọc cái từ mới trước cái đó. Gahita patisanthikanang. Those who have thus got rebirth. Paputi. After. Apochinang. Uninterruptedly. Nadi soto via. Like a stream. Pariyosane. At the end. Ratthachakkang. Will. Rồi, bây giờ mình qua bài tiếp đoạn tiếng Anh nha. So do those who have thus got rebirth immediately after the cessation of the relinquishing consciousness, a similar consciousness depending on the same object flows on in the absence of a thought process uninterruptedly like a stream until the arising of the deceased consciousness. Being an essential factor of life, this consciousness is known as Pavanga. At the end, in the way of dying, it arises as deceased consciousness and perishes. Thereafter, the relinquishing consciousness and others, revolving according to circumstances like a will, continue to exist. Bây giờ mình đi từng từ ha, mình đổi chiếu từng từ tiếng Anh và tiếng Pali. Đầu tiên là Ichche Văn là như vậy, tức là sâu. Cái cụm này đó là Gahita Patisanthika Năng, là hồi nãy đó là to those who have thus got rebirth. Hồi nãy sư cô cũng có nói cái chữ A Năng đó, tức là cách bổn số nhiều, cho nên là to those, và Gahita Patisanthika là who have thus got rebirth ha, đối với những người mà phải chịu tí tái sanh. Pana patisanti nirotha nantara op nantaro oppa phuti. Ở đây đó mình có là nan chữ nirotha, nirotha đó là the cessation, là sự diệt này. Diệt của cái gì? Patisanti là of the relinquishing consciousness, là sự diệt của cái tâm tục sinh. Và anantara, nirodha cộng với anantara, anantara là không gián đoạn. Và paputi là ngay sau đó. Cho nên là immediately after là cái cụm anantara, anantara to paputi ha. Đúng ra là anantarato cộng với paputi thì chữ o và chữ p nên thành là gấp đôi phụ âm lên, tức là ngay sau khi ngay sau cái sự diệt đi của tâm tục sinh. Tăng eva lamba năng arapha ta deva chi tăng. Ở đây mình gọi chữ là tăng, chữ tăng ha, và có thêm chữ chi tăng phải sau. Tăng chi tăng là cái tâm này, chi tăng là a similar consciousness, và depending on the same object, on the same object là eva lambana, mình có cái chữ là a lambana là object, là đối tượng, và eva là cũng như vậy, thành ra là và arapha là nó bắt lấy hay là nó phụ thuộc vào, cho nên là nó phụ thuộc vào cùng một đối tượng. Một tâm tương tự, ta đề vã chi tăng, tức là e vã lâm bất năng là cùng một đối tượng ha, và ta tăng chi tăng, tên này chúng tăng ha, tên này là tăng e vã lâm bất năng, có nghĩa là ta đề vã chi tăng, thì là cùng một tâm ha, và
cùng một tâm tương tự và có cùng một đối tượng hoặc là phụ thuộc vào cùng một đối tượng. Flows on tức là nó trôi chảy. Thì động từ nào là flows on? Pavattati là động từ này, tức là nó vận từ không cái từ pavattati là gì, là vận chuyển, là vận hành, là trôi chảy. Thì ở đây là dịch là flows on, thì một cái tâm đó cùng một cái tâm ha, và có cùng một đối tượng, thì cái tâm đó nó tiếp tục vận hành. In the absence of a thought process, chỗ nào là in the absence of thought, là gì, trong cái sự vắng mặt của một tiếng trên tâm, đó là cụm từ asati vithi cittupadi. Ở đây mình có cái chữ vithi cittupadi, thì vithi là vithi cittupadi là gì, tiếng trên tâm, và asati là không có. Sati là có, ở đây sati không phải là chánh niệm nhá, mà sati động từ đó là không, là nó có nghĩa là có, và asati là không có, tức là vắng mặt đó. Và chittupadi là tiếng trên tâm, cho nên là trong cái sự vắng mặt của một tiếng trên tâm hay là không có một cái tiếng trên tâm. Tiếp theo là uninterruptedly like a stream, và nó không có gián đoạn như là một cái dòng suối. Cái gì là cái cụm từ đó? Afortunan là không gián đoạn. Và nadi soto viya là như một cái dòng suối, như sông, như suối. Until the arising of the disease consciousness, cho đến khi mà một cái tự tâm nó khởi lên. Thì cái cụm đó đến khi tự tâm khởi lên là gì? Đó là tâm tự tâm đâu, chuti chitta đâu, à đây, à chuti cittupada ha, java chuti cittupada, à là cho đến khi mà tâm chuti cittupada là tâm tự khởi lên này, đó là cái cụm là until the arising of the disease consciousness. Java là until, chuti là death hay là disease, cittupada là citta cộng với uppada, uppada là arising là sinh khởi, và citta là tâm, cho nên là cho đến khi mà tự tâm khởi lên. Như vậy cái đoạn này nó đang nói tới là cái tâm hồ kiếp và cái tâm tục sinh, đó. Thì với những người mà đi tại sanh ha, thì ngay sau khi mà tâm tục sinh đó, là cái tâm tục sinh là tâm đầu tiên để đi vào kiếp sống mới ha, thì ngay sau khi cái sự chấm dứt của cái tâm tục sanh này đó, thì có một cái tâm cũng tương tự như vậy, nó cũng có cùng đối tượng như vậy, và tâm này nó cứ vận hành, nó cứ liên tục. Khi nào in the absence of the thought process, tức là khi nào mà không có tiếng trên tâm, thì cái tâm này nó vẫn cứ vận hành và không ngừng nghỉ như là dòng sông, như dòng suối, cho đến khi mà tự tâm xuất hiện. Đây là cái tâm đó là đặc ý, nó là tâm hồ kiếp đó, đúng không? Tức là khi một người mà sinh ra với tâm gì, tâm tục sinh là tâm gì, thì trong đời sống khi mà không có một tiếng trên tâm, thì cái tâm tục sinh đó, cái tâm mà tương tự như tâm tục sinh đó gọi là tâm hồ kiếp. Nó làm cái công việc đó, là duy trì cái đời sống này là không có bị gián đoạn, uninterruptedly, không bị gián đoạn cho đến khi mà cái giờ phút cuối cùng khi mình chết, tức là cái giờ phút mà cái sự tâm tự nó khởi lên. Cái này thì trước đây mình cũng đã học qua rồi ha, bây giờ là giải thích kỹ lại này ha. Tiếp theo, being an essential factor of life, this consciousness is known as Pavanga, là một yếu tố cốt lõi của sự sống, tâm này được gọi là tâm hữu phần hay là tâm hồ kiếp ha. Bây giờ mình đi chọn tìm cái từ tương tự này, Pavasanga Pavena Pavanga Santati Sankhatang Manasang. Ở đây mình thấy cái chữ Pavasa ha. Pavasa đó là của sự sống, là of life ha. Anga là fetter. Và Pavena, Pavena là being. Cho nên cụm từ này là Pavasanga Pavena là being an essential fetter of life, là một cái thành phần cốt yếu của cuộc sự sống, là cụm này. Rồi tiếp theo là
This consciousness is known as Pavanga, Pavanga Santati Sankhatang Manasang. À, là cái Santati là cái dòng tâm thức này đó. This consciousness Sankhatang là được gọi là, được xem là Pavanga. À, được gọi là tâm là Pavanga. Manasang là Manasang là this consciousness. À, this consciousness à, Sankhatang à, được gọi là Pavanga Santati là dòng hồ kiếp. À, at the end, in the way of dying, it arises at this, as disease consciousness and perishes. Là cuối cùng, theo cái cách là chết thì nó khởi lên như là tự tâm và biến mất. À, thì cùng này, pariyo sane chak là at the end, là sau cùng. Javana vasena tức là in the way of dying, là bằng theo cái cách chết đi. Chủ ti chi tăng hũ tòa niruchati, chủ ti chi tăng là disease consciousness, hũ tòa là sau khi khởi lên, là arises, và niruchati là diệt đi, perishes. Trong tiếng Pali đó, hai động từ nó cũng xảy ra, thì động từ nào là xảy ra trước thì nó sẽ chỉ ở quá khứ bất biến, quá khứ phân tư bất biến. À, tức là từ hô tị đổi thành là hũ toa là sau khi khởi lên, và động từ niruchati là chỉ ở thì hiện tại, cho nên là tận cùng cuối cùng theo cái cách thức chết đi thì tự tâm sinh lên và diệt đi. À, it arises and perishes. Tiếp theo, thereafter the relinking consciousness and others revolving according to circumstances like a will continue to exist. Thereafter là sau đó, the relinking consciousness and others là tâm tục sinh và các tâm khác. Revolving according là nó xoay quanh cả cái tùy theo cái hoàn cảnh giống như là một cái bánh xe và nó tiếp tục tồn tại. Ở đây thì mình đổi chiếu từ này ha. Tato parancha. Tato parancha tức là thereafter là ngay sau đó. Patisantha dayo là ở đây mình có cái từ là patisanthi cộng với adi. Adi tức là patisanthi tức là relinking consciousness, là tâm tục sinh, và adi là các tâm khác đó, vân vân, tức là and others. Như vậy ngay sau đó tâm tục sinh và các tâm khác ha. Ở đây là mình có cái động từ của nó là gì? À, pavattanti. Parivattanta, parivattanta, pavattanti, pavattanti. Ở đây mình thấy có hai động từ ha, parivattanta và pavattanti. Đầu tiên là ratachakang iva là như cái bánh xe này, là like a wheel ha. Ratachakang iva. Yatha các mang là according to circumstances, là tùy theo trường hợp này. Eva parivattanta. Eva parivattanta pavattanti. Parivattanta tức là revolving. Revolving tức là nó xoay quanh. Nó xoay quanh. Xoay quanh tùy theo trường hợp ha. Và pavattanti là tiếp tục tồn tại. Pavattanti là giống như pavattati trên cái này, pavattati là số ít ha, và pavattanti là số nhiều, là tiếp tục tồn tại. Và thì đoạn này tức là như vậy, là khi nói là cuối cùng khi mình chết á, thì cái tâm tự nó khởi lên và nó diệt đi. Sau đó là sao nữa? Sau đó, sau khi cái tâm tự diệt đi xong thì sao? Ngay sau đó cái tâm tục sinh và các tâm khác. À, nó lại đi vòng quanh, vòng xoay vòng vòng tiếp nữa như một cái bánh xe, và tiếp tục tồn tại, tức là chết xong thì tự tâm xong là đến tâm tục sinh là tới tâm hồ kiếp là tới tâm tự, rồi lại tới tâm tục sinh, cứ như vậy vòng đó, à, vòng tức là cứ vòng hồi giống như cái bánh xe, và như vậy mình cứ sanh tử luân hồi, mình tiếp tục tồn tại mà sanh tử luân hồi. À, thì đây là giải thích cái tiến trình sinh tử, cái tiến trình tâm
chết đi và sanh trở lại trong đời sống hàng ngày. Rồi chết đi tức là tự tâm, tự tâm tục sinh, rồi tự tâm hồ kiếp, rồi tự tâm cứ tiếp tục như vậy hoài từ đời này qua đời khác. Rồi bây giờ mình xem đoạn dịch của trong sách này. Vậy đối với những người có sự tái sanh như thế ấy, liền sau khi thức nổi liền chấm dứt, một thức tương tự cùng tùy thuộc với một đối tượng, trong khi không có tiến trình tâm, tiếp tục diễn tiến như một dòng suối, không gián đoạn cho đến khi tự tâm phát sanh. Vì đây là yếu tố chánh yếu cho đời sống, nên thức này được gọi là pha văn gã hay hồ kiếp. Cuối cùng vào lúc lâm chung, nó sắp phát sanh trở lại như tự tâm và diệt. Sau đó thức nổi liền và những tâm khác diễn tiến tùy trường hợp như một bánh xe và tiếp tục sinh tồn. Rồi ha, đoạn này dịch là cũng khá ổn rồi. Bây giờ mình có đoạn tiếp theo. Ati santi pavanga vitiyo chuti cheha tatha pavantare puna pati santi pavangang ichayang parivattati citta santati pati sankhaya paneta matthuvang ati gantwa pada machutang buddha susa muchina sineha bantana sama mesanti chiraya subbata iti api tamatta sanggahe viti mutta sanggaha vipago nama panchamo paricedo. Ở đây mình có một số từ mới. Chitta santati. Chitta là tâm và santati là cái dòng tiếp nối. Cho nên ở đây dịch là life continuum. Tiếng Việt dịch là sự tiếp diễn của tâm, hay mình còn có thể gọi là dòng tâm thức. Pati sankhaya. Pati sankhaya là mình đi nói là đi chia cắt của danh từ pati sankha. Pati sankha là quán tưởng. Pati sankhaya là sau khi quán tưởng. Ở đây dịch là suy tư, cho mình thường thường cái chữ khác sankha là trong khi tụng kinh pati sankha yoniso đó. Chân chánh quán tưởng ha, hay anh chữ patisankha là reflect là quán tưởng ha, after reflecting, sau khi suy tư, sau khi quán tưởng. Buddha. Buddha đúng ra là phải hai chữ đi ha. Buddha đó. Đức Phật bậc giác ngộ hay là các vị sáng suốt. Atthuvang impermanence, vô thường. Nó đồng nghĩa với anicca ha. Athigantwa là nó đi ra, nó là quá khứ bất biến của athigacchati, là chứng ngộ. Cho nên athigantwa dịch là after attaining, sau khi chứng. Pada machutang, deathly state, trạng thái bất tử hay niết bàn. Ở đây Pada machutang. Từ này hơi là nha. Pada machutang. Trạng thái bất tử. Pada machutang Buddha. Đây. Pada machutang. Early state. Bây giờ mình đọc lại mấy từ này ha. Chitta santati. Life continuum. Pati sankhaya. After reflecting. Buddha. The enlightened. Atthuvang, impermanence. Athigantwa, after attaining. Padamachutang, deathly state. Rồi, còn thêm một trang từ mở từ vựng nữa. Ở đây mình có cái từ là Suma Muchina.
Completely cutting off, hoàn toàn cắt đứt ha, gọi là khéo cắt. Su, và chữ su là khéo. Và samuchina là cắt ha. Sineha banthana, có hai từ sineha và banthana. Banthana là sự ràng buộc và sineha là ái. Cho nên là sineha banthana là truyền ái hay là sự trói buộc của ái. Tiếng Anh dịch là fetters of attachment. Fetters là sự trói buộc ha, banthana. Sineha là attachment. Kama me santi will attain the peace, sẽ chứng được sự thanh tịnh. Kama me santi và chiraya. Chiraya là chira là lâu dài và chiraya là for a long time, trong một thời gian khá lâu. Subhata of good conduct là khéo điều phục. Đây mình có cái chữ su là khéo ha. Vata điều phục, subhata khéo điều phục. Rồi mình đọc lại mấy từ này nha. Su samuchina completely cutting off. Sineha banthana, fetters of attachment. Sammamesanti will attain peace. Chiraya for a long time. Subhata of good conduct. Đây, yeah, mình qua đoạn tiếng Anh này. Just as here, so again in the subsequent existence, there arise relinking consciousness, life continuum, thought processes, and disease consciousness. Đây, từng câu đi ha. Just as here, cũng như ở đây, so again, cũng lại nữa, cũng vậy. In the subsequent existence, trong cái đời sống kế tiếp, there arise relinking consciousness là sự khởi lên, là tâm tục sinh, life continuum là tâm hồ kiếp, thought processes là các tiến trình tâm, and disease consciousness và tâm tử. À, như vậy là các cái loại tâm này nó xuất hiện, nó thường xuyên trong mỗi đời sống. Đầu tiên là tâm tục sinh. Khi mà không có tiến thương thì có tiến trình, tức là thought process là có tiến trình. Khi không có tiến trình thì đó là tâm hồ kiếp, life continuum. Và cuối cùng khi chết đó là tâm tử. Thì bây giờ mình đổi chiếu từ ha. Pati san just as here. Pati san thi pavanga vithiyo chu ti che ha ta tha pavantare. Ta tha là cũng như, chê ha ta tha là cũng như ở đây. Again là puna, again là puna là lại nữa. In the subsequent existence là trong cái đời sống kế tiếp. Câu nào là trong đời sống kế tiếp? Để tìm xem nhỉ nha. Ta tha pha văn ta rê. À, pha văn ta rê này. Pha vã cộng với an ta rê. Pha vã là đời sống và an ta ra là người tiếp lên là nổi liền đó. Là trong đời sống kế tiếp. In the subsequent existence. Rồi. Là there arise, khởi lên. Là các cái loài tâm này. Thì các cái loài tâm này đó là patisanti. Đó là relinking consciousness. Pha văn gã là life continuum. Rồi đến là VTO, tức là thought processes, và chu tí là and disease consciousness. À, như vậy đó là cái cụm này ha, cái cụm nguyên cái câu này là mình đã theo tới ngang chữ phụ nã ha. À, pati santhi phavanga VTO chu tí che ha ta tha phavantare phụ nã. À, hoặc là chữ phụ nã để phải sao được. Như vậy câu này là just as here, just as here, so again
in the subsequent existence, there arise. Ở đây không có động từ nha, nhưng mà ở đây thì mình phải thêm vô động từ thôi, cho tiếng Pali là khỏi cần động từ luôn đó. Relinking consciousness, life continuum, thought processes và disease consciousness. Đẹp lại lần nữa ha. Cũng như ở đây lại nữa, trong đời sống kế tiếp, khởi lên tâm tục sinh, tâm hồ kiếp, các tiến trình tâm và tự tâm. Câu tiếp theo, again with rebirth and life continuum, this stream of consciousness turns round. Lại nữa với cái sự tái sinh và tâm hồ kiếp, cái dòng tâm thức này nó turns round, là nó cứ chạy vòng vòng, quay vòng vòng. Pa ti san thi pha văng găng icha yang pari vattati chitta santati. Thì ở đây đó là mình có cái từ again là puna, nên là đưa chữ puna là chữ again ha. With rebirth and life continuum, tức là pati san thi là rebirth và pha văng găng là life continuum. Rồi the stream of consciousness tức là chitta santati. Và turns round là parivattati. Còn cái chữ ayang, ichayang, iti ayang, thì ayang này tức là chữ this này. This, nó bộ nghĩa, ayang này là bộ nghĩa chữ là chitta santati đó. Cho nên đây là this stream of consciousness và parivattati là quay vòng vòng. Hồi nãy có bên, hồi nãy trước kia cũng có cái, nó dùng là chữ ivrivon, còn đây là dùng chữ turns round. Nhưng mà cũng từ cái từ là parivattati này ra cả ha. Và như vậy đó là lại nữa với tâm tục sinh và tâm hồ kiếp, thì cái dòng tâm thức này nó cứ chạy vòng quanh. Chạy vòng quanh tức là giống như luân hồi đó, chết rồi tái sanh rồi hồ kiếp rồi ha. Tiếp theo, the enlightened disciplining themselves long, understanding the impermanence of life, will realize the deadly state that is Nibbana, and completely cutting off the fetters of attachment, attain the peace that is Nibbana element without a substratum. Nirupadesa Nibbana Tatu. Right. Mình phải đi từ từ này. The enlightened là bậc giác ngộ, là chữ Buddha. Disciplining themselves long, tức là tự mình đã có cái sự kỷ luật rất là lâu dài, là chữ gì? Tự mình có kỷ luật lâu dài. Là chữ Subbata đó. Subbata là tự mình, chỉ ra giá Subbata ha, là tự mình hồi nãy đó. Cái chữ mà Subbata sáu cùng đó, để xoay này, đây Subbata này là khéo điều phục ha, và Chiraya là lâu dài. Cho nên là các bậc giác ngộ đã từ mình khéo điều phục lâu dài. Tiếp theo là gì nữa? Understanding the impermanence of life, là hiểu được cái sự vô thường của đời sống, là câu là Patisankhaya Paneta Matu Bang. Ở đây Patisankhaya tức là quán tưởng, tức là hiểu rõ, dùng chữ dịch understand đó, ha. Là hiểu được. E Tăng Atu Bang. E Tăng Atu Bang. E Atu Bang tức là hồi nãy đó là vô thường, và E Tăng là như vậy. Vì này đã hiểu rõ được cái vô thường. A Thi Gan Tòa Pa Đa Ma Chú Tăng. Atiganta là chứng đắc được, chứng đắc được cái trạng thái bất tử. Ở đây dịch là will realize the deadly state that is Nibbana. Sẽ chứng ngộ được trạng thái bất tử, tính là Niết Bàn. And completely cutting off the fetters of attachment. Đó là chấm dứt hoàn toàn cái triền ái, tức là sự trói buộc của tham ái. Thì đó là cái cụm từ này. Là su samuchina sineha bandhana,
Susamuchina tức là chặt đứt hoàn toàn, và Sineha Bandhana là sự trói buộc của tham ái tức là triền ái. Cho nên là dịch là chặt đứt hoàn toàn triền ái. Completely cutting off the fetters of attachment. Tiếp theo là attain a peace, là chứng đạt được cái sự an tịnh. Đó là Samamesanti, chứng đạt được cái sự thanh tịnh. Và cái chữ thanh tịnh đó đó, mở ngoặc đơn được giải thích là gì? Nibbana element without a substratum. Nirupadesa Nibbana Tattu. Đạt được cái sự thanh tịnh này đó, tức là niết bàn giới mà không có một cái sự dư sót, substratum là một cái gọi là, mình gọi là vô dư ý niết bàn đó ha, niết bàn không còn dư sót đó. Nirupadesa Nibbana Tattu. Tức là các vị thánh, các vị giác ngộ thì chặt đứt hết tất cả các cái triền ái rồi và đạt được sự an tịnh rồi, thì các vị đó được gọi là, vì đó là sẽ chứng ngộ được, chứng đắc được cái sự an tịnh của niết bàn. Rồi tiếp theo là thus ends the fifth chapter of the compendium of Abhidhamma known as the analysis of the process free session. Như vậy là chấm dứt chương thứ 5 của bộ thẳng pháp tập tiểu luận, được gọi là phân tích ngoài tiến trình. Iti avitamatta sanghahe viti mutta sanghaha vipagonama panchamo paricchedo. Iti là như vậy là thus nè. Rồi là paricchedo là chấm dứt nè ha. Panchamo vipago tức là cái chương thứ 5, và được gọi là chương thứ 5 là gọi là gì? Analysis of process free, đó là vithi mutta là process free, và sanghaha tức là session, và avitamatta sanghahe là in the hoặc là of the compendium of avitamma. Như vậy chấm dứt chương thứ 5 của bộ thẳng pháp tập tiểu luận, được gọi là bộ phân tích các cái tiến trình, các cái phân tích ngoài tiến trình. Rồi. Lại xem đoạn này trong bài dịch. Cũng như ở đây cùng thể ấy, trong kiếp sống kế đó phát sanh thức nổi liền, hồ kiếp, những tiến trình tâm và tự tâm. Trở lại với sự tái sanh của hồ kiếp, dòng tâm thức chạy vòng quanh. Cái này mà again with the birth. Ở đây mà again mình dịch là trở lại là không được, mình nói là lại nữa. Đây. Người được rọi sáng từ khép mình vào kỷ cương, thấu đạt tinh thần trạng vô thường của đời sống, sẽ chứng ngộ trạng thái bất diệt tức niết bàn, và trọn vẹn cắt đứt mọi thằng thúc luyện ái, thành đạt thanh bình an lạc tức vô dư niết bàn. Như vậy chấm dứt chương 5 của bản ví dụ pháp toạc yếu, gọi là sự phân tích của phần ngoài tiến trình. Đó là chấm dứt cái phần chánh văn, nhưng mà mình còn một số cái notes. Note số 61 ha. Patisanti, Favanga and Chuti consciousness of one particular existence are identical as they have the same object. The mental states in each of these three are the same. They differ only in name and in function. Immediately after the rebirth consciousness, Pavanga consciousness arises. During lifetime, whenever no thought processes arise, this Pavanga consciousness exists. One experiences innumerable Pavanga thought moments in the course of one's lifetime. Ở đây là giải thích cả ba loại tâm, là tâm tục sinh, tâm hồ kiếp và tâm tử, của cùng một cái kiếp sống cụ thể thì là nó giống nhau bởi vì chúng có cùng đối tượng. Các cái tâm sở trong mỗi một trong ba tâm này nó cũng giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở cái tên gọi và ở phần sự.
ngay sau tâm tục sinh là thì tâm hộ kiếp phát sinh lên, hoặc là mình nói là tâm hộ kiếp phát sinh lên ngay sau tâm tục sinh. Trong suốt đời sống, bất cứ khi nào mà không có tiến trình tâm khởi lên thì cái tâm hộ kiếp này nó tồn tại. Người ta trải nghiệm vô số sát na tâm hộ kiếp trong đời sống, trong suốt một đời sống. Đây, để xem đoạn dịch ha. Những chập Patisanti Vinyana, tức nổi liền, tức hộ kiếp và tổng tự tâm của một kiếp sống giống hệt nhau vì cùng có chung một đối tượng. Những tâm sở trong ba tâm ấy cũng giống hệt nhau, chỉ có tên và nhiệm vụ là khác. Sau thức tại sanh, chập Pavanga liền khởi phát. Trong đời sống, mỗi khi tiến trình tâm khởi sanh là có Pavanga này. Cái này dịch ngược cái này. Khi không có tiến trình tâm, mà đây dịch là có tiến trình tâm. À. Mỗi khi không có tiến trình tâm, đây no thought processes arise. À. Khi không có tiến trình tâm thì khi đó mới có tâm hồ kiếp chứ. Xuyên qua kiếp sống, ta có vô số những cặp pháp văn ga như vậy. Đấy. Note 62. Note the Pali phrase Nadi Soto Viya. Chuti Chitta or deceased consciousness, which one experiences at the moment of death, is similar to the Patisanti Chitta and Favanga Chitta of that particular life. Immediately after the deceased consciousness, there arises in a subsequent rebirth the relinking or rebirth consciousness Patisanti Chitta at the moment of conception. Ở đây đó thì người ta nói là mình để ý cái cụm từ Pali là Nadi Sotoviya, là like a stream đó. À, Nadi Sotoviya thì thật ra là mình bị sọc này. Mình like a stream or river ha. Đây, như sông như suối. Chuti Chitta hay là tự tâm mà người ta cảm, người ta trải nghiệm được cái tâm này tại cái thời điểm lâm chung, thời điểm khi chết thì nó tương tự như là tâm tục sinh và tâm hồ kiếp của cái kiếp sống, của cái đời sống đó. Và ngay sau cái tâm tử thì khởi lên trong đời sống kế tiếp tâm tục sinh gọi là Patisanti Chitta tại thời điểm thọ thai. Cái này thì mình đã biết rồi. À, nên ghi nhận câu Pali Nadi Sotoviya. Chủ tí tự tâm mà ta kinh nghiệm vào lúc chết cũng giống như Patisanti thức nổi liền và Pháp Văn Nga tâm hồ kiếp. Đấy vừa thiếu một kiếp ra của cung kiếp sống đó. À. Tức sắc sau, tức khác sau chập tự tâm liền phát sanh thức nổi liền vào lúc ba mẹ thọ thai. Dùng chữ ba mẹ thọ thai nữa, thì vào thời điểm thọ thai là được rồi. Đâu có ba mẹ đó. Rồi. Vậy là mình xong chương 5. Xong chương 5 bây giờ đó. Không biết có thiên tâm ở trong rung không? Đã thiên tâm gửi lại cho cô cái link, cái kiss list của Abhidhamma đó. Để xem, tự vì thiên tâm gửi cái link đó rất là lâu rồi. Có lời cô không có mở. Để xem nó nhẹ. Stop share một xíu để tìm cô lại xem. À, không, chị đi chơi cho xíu. Ai nếu như không có, à rồi, có chị Loan có đây rồi, hay quá. Chị Loan có vô ôn trước rồi phải không? Cảm ơn chị Loan nha. Chị Loan Trần. Rồi. Đây, Abhidhamma Sangha. Bây giờ để mình share màn hình cái này cho mọi người vào thử nè. Đây. Đây khi quý vị vào trong cái quizlet.com này đó thì đây mình có một cái này gọi là sách môn này là môn Abhidhamma Sangha ha. Có 37 học phần. À, đây là do các cô ở Ni Viện soạn để cho lớp mình học.
Thì á, là mình thấy có là chương 1 ha. Ồ, chương 1 này. Các bạn đã làm từ chương 1, chương 2. À, chương 3. Chương 4. Chương 5. Đó. Quý vị thấy rất là nhiều bây giờ đó. Mà trở lui lại đó. Thì chương nào gần nhất? Chương nào đó? Bây giờ quý vị muốn thông với chương 1 là chương dễ nhất phải không? Bây giờ mình vào thử chương 1 cho quý vị xem này. Chương 1 này. Verse số 10. Chương 1 verse. Đây, chương 1 thuật ngữ đầu tiên luôn nha. Chương 1 vào kề bài kề số 1. Bài kề số 1 luôn đó. Ví dụ như vào đây là quý vị học từ rất là dễ ha. Ví dụ như đầu tiên là bài hôm nay đó là nó đầu tiên là thẻ ghi nhớ này. Có cả thầy là 31 từ. Bài kề số 1 này có 31 từ. Thì từ Samma Sambuddha phải không? Thì bây giờ đó mình không biết, mình nếu như mình chưa biết nghĩa này thì mình bấm vào đây lật lui thì nó có tiếng Samma Sambuddha, tiếng Việt là chánh đẳng giác, tiếng Anh là the fully enlightened one, rồi mình bật lại lần nữa đằng ra Samma Sambuddha, thì quý vị cứ bật lui bật tới như vậy quý vị học này. À này, Samma Sambuddha là chánh đẳng giác hoặc là the fully enlightened one. Khi nào mà thấy thuộc rồi đó bắt đầu bấm mũi tên này là đi qua số thứ hai. Atula. Atula là gì? Không phải là Atula đâu nha. Atula đó tức là Asura, mà là Atula. Còn Atula này là nghĩa khác. Nghĩa gì đây? Không thể so sánh. Tiếng Anh dịch là peerless. Không thể so sánh, vô tỷ đó. Đó, trở lui lại, Atula là peerless. À, khi nào thuộc rồi, bắt đầu bấm qua từ từ thứ ba. Sa-sa-tama. Sa là với, Sa-tama là chánh, chánh pháp phải không? Đó, với diệu pháp hoặc là với chánh pháp. With the sublime teaching. Này, trở lui lại. Này, sa là with và sattama dịch là diệu pháp hoặc là chánh pháp. Diệu pháp ha? With the sublime teaching. Và khi nào mà cảm thấy thuộc rồi, qua từ thứ tư. Đó, từ thứ tư, gana. Gana là gì? Bật lui. Hồi chúng hoặc là tăng chúng. Tiếng Anh dịch là the order mà Việt Hoa nha. Mình nghe cái từ order đó là mình quý vị mình sẽ hiểu là nghĩ đầu tiên mình là nghĩ là chữ trật tự phải không? Còn động từ order là gì? Đi vào nhà ăn mà mình gọi món gọi là order. Nhưng mà đây cũng phải trật tự cũng phải gọi món nha, mà the order mà Việt Hoa tức là khán giả là hội chúng. À, cho nên gana, gana là hội chúng. Nó đồng nghĩa với chữ sangha luôn đó ha, hội chúng hoặc là khán giả. Uttamang. Uttamang nghĩa là gì? Vô thường. Tiếng Anh dịch là noble. Rồi trở lui lại Uttamang. Học từ kiểu này đọc liệu lui giờ tới khi nào nhớ thôi. Rồi hết từ này qua từ khác. Cả thảy là 31 từ. Ví dụ như vậy, sau khi quý vị học xong cái này rồi đó thì nó sẽ có những cái phần á, là ví dụ như là ghép thẻ này. À, bắt đầu chơi nha, ghép thẻ. Ví dụ đây có từ Samma Sambuddha thì nó là nó đâu nó sẽ ra gì? Chánh đẳng giác. Đó, khi nào mà mình bấm đúng là nó hai từ đó nó sẽ biến mất. Đúng không? Satcha là để này, nó mất nè. Indriya là căn, nó biến mất nè. Ví dụ pháp là Abhidhammapitaka biến mất nè. Trí là nhana, Uttamang là vô thường. Rồi. Rồi, như vậy đó, mình làm xong là nó sẽ chấm điểm cho mình. Bảng xếp thứ nhất và đã mở khóa huy hiệu ghép thẻ. Chắc là vì chứ ai làm cho mình làm mà vừa nói mà vừa giải thích cho quý vị như vậy đó. 26,7 giây. À, 26,7 giây trong khi đó là bao nhiêu cái thẻ? À, bạn xếp hàng. Đó, đã có ai chơi đâu. Mình đứng thứ nhất là vì chứ ai chơi hết này ha. Được Phật, chúng mình lạc nữa mà cả cô mà vô chơi cái là mình chậm liền. Bởi vì mình vừa nói vừa giải thích cho các bạn làm từ từ thôi chứ. Còn mà làm là rẹt thôi. Nhiều khi là mấy giây thôi là xong rồi. Rồi, đó là xong bài đó ha. Đó, một bài trở lui. Đó là một cách chơi, một trò chơi nè. Trở về nè. Trở về. Rồi, bây giờ qua bài bài khác này nhé. Tiếp bài khác nữa. Giới. À, giới là đi đi về chữ gì? Giới là tha tu này. Bodhicitta là giác chi này. Giác chi đâu? Đây. Rồi. Pratisang là sẽ nói. Tôi sẽ nói. Trí là jnana, pháp tâm, Samaha, rồi tiêu đề đây. Rồi mình đừng nhắc nữa cho ai vô đây, bạn xếp thứ nhất.
và đã mở khóa huy hiệu gặp thẻ. Bao nhiêu giây? 23,6 giây. Nào. Rồi trở về, con nữa, tư vấn nhiều tư lắm, mới có hai mới tư rồi, tiếp theo. À, bây giờ là trong hai cái này giống hôm nãy vậy. Thân túc có một số mới cái thứ hai. Bây giờ thân túc này. Thân túc là gì? Ittipada này, đây. Ví dụ pháp là Abhidhammata này. Samma Sambuddha là chánh đẳng giác này, pháp tâm là này, Pasisang là tôi sẽ nói, Pachyayakara là duyên. Rồi. 28,2 giây bạn có thể đạt được. À, được rồi, hồi nãy chơi lại. Hồi nãy mình làm 23,6 giây mà bây giờ mình làm lại là 28 giây, bởi vì đang được chân thấy ngay tiếp tiếp tự có thấy ai gọi bị dòm qua cái này mất mấy giây, vì chơi gần này là phải tập trung nha. Đó. Rồi ví dụ như có thêm cái phần nữa. Trong này có cái phần là kiểm tra. Đấy, kiểm tra là có câu hỏi từ luận nha. Ví như tàng luật. À, basket of the discipline là mình phải đánh vào tiếng Anh là cái gì? Đây này, ví dụ như mình nói là Vinaya Pitaka phải không? Mình đã từ V này, I này, N này. À, yeah. Mình không, mình đừng có đánh việc khóa. Như vậy rồi. Vinaya Pitaka. Chữ T là phải chấm dưới này. Pitaka. Rồi, Vinaya Pitaka. Mình trả lời xong rồi đó. Rồi bộ phân tích là gì? Mình phải đánh vô. Ví dụ như bộ phân tích là bộ phân tích là gì, vi phân gã phải không, đó mình phải đánh vô vi bằng phân gã là n chấm trên này rồi chữ gã này đó. Không thể so sánh là gì, atula này à. Chơi thử để cho quý vị là vô lượng tâm. Vô lượng tâm là gì? Vô lượng tâm là, à hồi nãy mình chưa có quay lại cái chữ cái bên kia, cái từ vô lượng tâm là dùng chữ Appamanya hay là dùng chữ Paramavihara. À, là mình lạc nữa mà mình phải quay. Thì câu hỏi đó là có phần từ luận, có phần ghép thẻ, rồi có phần đó là chọn. À, ví dụ như là chọn là multiple là do chọn câu trắc nghiệm á, giác chi là gì? Bodhicitta. À, pháp hữu vi là gì? Sankhara. Với diệu pháp là gì? Sát-sát-tham-á. Căn là gì? Indriya. Đào là gì? Magga. Câu hỏi đúng sai. Giới là Jhana đúng không? Sai. À, ví diệu pháp là sát-sát-tham-á đúng hay sai? Sai. Thân túc là Sikkhapada đúng hay sai? Sai. Học giới là Sikkhapada đúng hay sai? Đúng. Duyên là Paccayakara đúng hay sai? Đúng. Đó. Rồi bây giờ đó, còn mình trả lời là cái phần đó là phần lựa chọn nè. Bây giờ phần ghép thẻ này, một á, là đi về gì, ví dụ tôi sẽ nói là đi về phát xít xăng là mình đậm một là về D, mình bấm chữ D vào ha. Đó, một là D là tôi sẽ nói là phát xít xăng. Số hai pháp tâm á, là nó sẽ là tham ma ha da, là hai là B này. À, chánh cần supreme effort, chánh cần là gì, tham samapatthana. À, là ba là C này. Rồi á, bốn là bộ pháp tụ là Kamasangani là A này, và năm là tiểu đề là Khuddhaka là E này. Đây. Bây giờ đó trở lui lại cái phần vô ngại giải. Vô ngại giải là Patisamphida đúng không? Pa Patisamphida chữ T này là chấm dưới này, Patisamphida. 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 Vô lượng tâm. Rồi vô lượng tâm mới bây giờ hồi nãy mình quên coi là đánh cái gì. Thế bây giờ mình cứ đánh Appamanya đấy nha. Appamanya. Rồi khi mà mình làm xong xuôi hết rồi ha. Câu nào mình có làm, bắt đầu mình submit nha, mình nộp bài lên xem đáp án. Xem đáp án có những câu nào đúng, câu nào sai.
Ở câu nào mình làm sai không? Upperman nhá. À, mình trả lời Upperman nha, mà câu trả lời là Upperman nha, thiếu gạch ngang chữ A này thôi đấy mà nó cho sai đấy nha. À. Vinaya mà mình đánh dấu thì đúng rồi, mà mình đánh liền nhau mà cái đáp án này không chiều đáp án bắt là phải rơi ra. À, Vinaya Pitaka. Rồi, chữ này là Upperman nha đó. Thì đây là do số nhiều á, à, mình để mình chữ Upperman nha. Mình bên đây ngắn với dài cũng chiều này ha. Patisamphida đó, đây là ngắn với dài này cũng chiều này ha. Đó quý vị phải để ý nha, mình đánh máy mà mình chỉ thiếu một cái dấu ngang thôi là nó cũng chiều đó. Đó, cái phần mà tròn này thì đúng rồi. Còn cái phần mà từ luân á khi mình đánh máy đó là nó bị sót một cái là nó không chịu. Rồi, kiểm tra xong rồi đó mà sao không có bài không cho điểm ha? Không cho điểm ha, chứ hôm trước cậu thấy cái phần trước mà chấm bài xong rồi là cho mình là làm được bao nhiêu phần trăm rồi bao nhiêu phần trăm. Mà đây cái này phần này sao không thấy có bao nhiêu phần trăm đây. Để về nói các cô phải 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 hiệu định lại để cho có bao nhiêu phần trăm để cho mấy bạn hoan hỷ chứ. Thì đó quý vị thấy học rất là vui rồi ha. Những cái bài này đó mình vào mình học lui đọc tới như vậy đó. Ví dụ đào cho mình tìm này, đào là sát cha hay nha na hay mắc gã hay gà na thì bố chọn. Cho nên sau này là sư cô cũng định là kỳ sau kỳ tới mà thi của mà đào tạo từ xa mà có bảy á là mai một là sẽ là cho làm bài kiểu trên mạng này luôn này, cứ vào đây làm xong là ai mà nộp bao nhau và làm đúng hay sai là máy nó tự chấm mình quậy cân chấm luôn à. Đó, mai một sẽ làm vậy đó, thi là trong vòng nửa tiếng là xong hết, mình máy chấm luôn, mình quậy chấm, mình chỉ cực khi ra đề thôi. Còn ngày mai là phải thi vấn đáp là à, thôi trước mắt là thi vấn đáp cái đại vi lần đầu tiên cho mấy bạn học cái thử. Rồi thì đó là cái cách để vào, quý vị thấy là cái trang web này rất là hay. Bây giờ mình vào đó là mấy phần đoạn đấy là chương 1 nhá, chương 1 đoạn kề số 1 thôi. Đó. Thì tất cả những cái từ nào mà mình có soạn trong bài là điều này xuất hiện ở trong đây hết này ha. Bây giờ mình trở lui này. À, mình trở lui. Rồi thì á có luôn cả cái phần đó là học ha, thể ghi nhớ học vô học bắt đầu chế độ học định nghĩa tôi sẽ nói à, ví dụ như định nghĩa tôi sẽ nói thì dưới nó cho mình chọn bốn từ này à, thì mình chọn phát xít xăng đó làm tốt lắm ha. Rồi bây giờ cho tiếp theo này, sau khi đảnh lễ having respectfully saluted thì bên này sẽ là gì? Avivariya Ittipada Sasatama hay Sammasambuddha thì nó là Avivariya đó, cái nào đúng là báo cho mình biết liền này. Vô thường, vô thường thì trong mấy từ này mình chọn từ nào này? Uttamang đó, đúng rồi. Tiếp theo là gì? Không thể so sánh, không thể so sánh là Atula này. Rồi tiếp theo là gì nữa? Với diệu pháp Sasatama này. Tiếp theo chánh đẳng giác Sammasambuddha này, hồi chúng Gana này, như nữa làm tốt lắm, bạn rất xuất sắc, hãy tiếp tục phát huy đó, thấy chưa? Rất là có những cái từ như vậy đó thì mình người học cảm thấy sẽ rất là vui, mặc dù ngồi học mình thôi à, nhưng mà mình có cái sự tương tác ở trên máy á. Còn lại 24 thuật ngữ để chuyển sang câu hỏi từ luận tiếp tục học này đó. Tăng luật này đây chứ hồi nãy là bởi vì mình bỏ sót rồi, sứ bỏ sót thì cô bỏ sót không để ý cho nên mình cứ đặt là dấu tiếp nối. Còn ở đây thì người ta bắt mình là phải trong cái bài này đáp án á, là cho đáp án sao nó phải y chang như vậy này, tăng luật. Tiếp theo là gì? Quận, quận là khanh tha này. Đây sứ, sứ là gì? Ayatana này. Tiếp theo ví dụ pháp, ví dụ pháp đây Abhidhamma này, gì nữa bộ pháp tụ Ramasangani, là gì nữa giới tha tu này, rồi bộ phân tích Vipanga. Xong đã học xong rồi, mang xuất sắc tốt lắm, học thêm tiếp tục 14 thanh ngữ nữa để Satcha này,
Tức là sau khi quý vị không, sau khi mà mình đã học cái tên chỗ cái bài flashcard xong rồi đó, thì vào đấy đó là sẽ ôn, mà cho ôn mình ôn cái phần học này đó để mình tự làm trắc nghiệm của từng từ này đó ha. Đạo thân túc Ithipa đó, duyên Pachayaka đó, chánh cần Samapatthana, giác chi vô chân gạ, niệm xứ Satipatthana, đi nữa căng Indriya. Rồi thấy không, vậy là mình đã học học như vậy là rất là chắc không ha. Rồi con chữ thiên nè, gian á, tiểu đề Kuntaka bát thụ, lý nhàn á, vô lượng tâm Appamannya, đạo Magga, vô ngại dạy Patisampida, học giới Sikkhapada. Xong còn ngoài ba thuật ngữ nữa mới chuyển qua câu hỏi từ luận được pháp tâm Dhammaharaya, pháp hữu vi Sankhara, vô thường Uttamam. Xong bạn vừa hoàn thành việc học với câu hỏi trắc nghiệm. Tiếp theo hãy thực hành những gì bạn đã học qua các câu hỏi từ luận để hoàn thành chế độ học. À, khi mình chuyển qua tiếp tục đó, nó sẽ qua phần từ luận và cái phần hồi nãy đó ha. Rồi bây giờ mình trở lui nữa. Có một cái phần á là không biết chỉnh tạ. Chỉnh tạ có không? Chỉnh tạ. Nhập những từ nghe thấy. Có không? Nghe chắc là phần này không có đâu. Phần này thì chắc là chỉ là đọc thôi, mình đọc ở đây thì mình đánh máy thôi. Ví dụ như là ở đây mình có chữ giác chi thì mình phải đánh là chữ bốt chăng gá, ví dụ vậy. À, mình thử nha, bốt chăng gá. À, bốt chăng gá. Khi mình đánh vào rồi đó, nên phần sau nữa, trả lời. Bốt chăng gá rồi sao? À, tiếp á. Cảm ơn nha. Không, bây giờ sao nữa, bố chân gá. Chắc cái phần này chưa có soạn rồi. Cho nên khi mình bấm vào xong rồi mình có cái chỗ nào để đi tiếp cả. Rồi mình bỏ qua phần này ha. Bỏ qua cái phần phần chỉnh tạ này. Để qua phần viết có không? Đây, phần viết thì có này. Với diệu pháp. Bây giờ như với diệu pháp thì mình đánh gì? Sa, sát, tham á. Rồi ha, sa sa tham á, mình có thể bắt đầu mình dòm, mình đánh xong rồi, mình thấy mình kiểm tra đáp án này, đúng không? Ừ. Khoan nghe, chép lại đáp án tôi sẽ nói. À, vì mình đánh đúng rồi cho nên khi mình đã ra đáp án ấy, thì nó cũng sẽ ra luôn ha. Ví dụ tôi sẽ nói mà đúng nó ra pha xích xăng này ha. À, thì đó là cái cách mà phân phân học viết nè. Và có một cái phần trò chơi là thiên thạch. Cái này hơi bị nhanh nha, cái này hơi bị khó đó. Cái này là để qua mình phải thâu thâu nhỏ lại. Cái này khỏi bị mất chữ. Rồi này lên. Bắt đầu. Tùy chọn học thuật ngữ có gắn sao, trả lời bằng tiếng Pali hay tiếng Việt. Mình đánh máy, chọn đồ dễ đồ dễ ha, chọn tất cả ha, chọn mình đánh máy bằng tiếng Việt hay tiếng Pali hay ngẫu nhiên. Tiếng Việt đây ha. Rồi bắt đầu ha. Tha tu là giới này đó. Ơ trời, mình chưa còn vào chọn tiếng Việt đâu, nó rớt mất tiêu rồi, xin lỗi nha, hồi nãy chưa chọn tiếng Việt cho nên mình đánh. Đánh thì gọi ra tiếng Việt kia cả đấy. Mình biết cái mình biết chữ giới mà mình đánh sai nữa không? Ôi khổ chưa. Đó. Một cái chữ đó nó rơi, một cái tảng đá rơi xuống thì trên cái tảng đá đó đó, trên cái tảng đá đó vô đấy cho mình đánh được tiếng Việt ha. Thế làm sao đánh?
Ở đây mình đang dùng mình đặt phần mềm tiếng Việt mà không có vô được. Hay là để coi này. À ha, chuyển qua tiếng Việt rồi. À, chắc bây giờ mà được. Rồi, Pháp Tâm. Bây giờ nó bị giờ mất sai nữa đó, không sao, qua tiếng thứ ba nha. Hôm nay nha, tiếp theo. Tiếng khác bỏ đi. Mình biết Pháp Tâm mà mình đánh được không? Chép lại đáp án nha. Thôi nãy đánh Pháp Tâm mà nó không ra. Đấy. À, hữu vi. Rồi đó, cứ vậy đó quý vị ha, cho là cái kiểu là cho mình nhớ từ đó mà nó cho quý vị cảm thấy nó thú vị đó, là tức là chữ xuống đó chữ sa sa tham ma vân vân à, mình đánh chữ hữu vi mà đúng chữ nó bơi pháp hữu vi kìa. Rồi thì đó là một cái trò chơi gọi là trò chơi thiên thạch này, trò chơi ghép thẻ thì dễ rồi ha, đó, trò chơi ghép thẻ là hồi nãy mình có làm đó, nó uẩn uẩn là gì đó, thì uẩn là khăn tha này, Buddha Kavatthu là tiểu đề này, tiểu đề Abhidhamma và vi diệu pháp vô thượng và tam năng pháp tâm đó, đó. Vì vậy nếu như mà bây giờ mà làm nhanh là chỉ có 13 giây thôi đó. Hồi nãy là hàm 23 giây mà bây giờ làm lại là có 13 giây thôi à. Rồi thì đó, đây là quý vị thấy là hiện giờ quý vị vào trong cái chương này đó thì nó có tới là bao nhiêu sao này à, có tới là tất cả 5 chương, từ chương 1 tới chương 5. Bây giờ là ở đây có sư cô Thiền Tâm là phụ tá cho sư cô đó soạn cái này đó. Mình thấy là từ từ quý vị học à, một ngày quý vị học vào học một đoạn thôi à, mình nhớ lại từ từ những cái này mình đã học qua rồi, mà bây giờ quý vị mà không có học lại đó, là coi như trả lại cho thầy hết á, đúng không? Nên ví dụ như ngày hôm đó mình mở ra một file chẳng hạn, quý vị như mỗi ngày là những cái bài đó mà sư cô mà giảng là chủ động lực đã thâu rồi, hôm trước đưa lên một cái playlist rồi, bây giờ mình vào mình nghe lại chương 1, nghe lại bài đó, học từ đó xong rồi quay trở lại học nghe một bài thì vô đây làm một phần bài tập, nghe bài thứ hai vô làm phần bài tập thứ hai. Thì nếu học như vậy đó, đặc biệt là những cái bạn mà đang đi học ở các lớp đó, mà muốn học tư vấn đó, thì cái phần mềm này học rất là thú vị, đúng không? Rồi thì đó là cái chị quý vị cái cách để quý vị ôn bài à. Rồi không biết có ai thắc mắc gì thì quý vị đặt câu hỏi nha à, và hôm nay có thể mình nghỉ sớm để bắt đầu thử thứ ba tuần tới mình mà chuyển qua chương 6. Ai mà chương 6 đó là chương về sắc pháp thì nó là một qua một cái chương hoàn toàn mới mẻ, tư tưởng cái tới bây giờ là mình học toàn là về danh pháp thôi, tâm là tâm sở, là tiện trên tâm và những phần ngoài tiện trên tâm. Bắt đầu với chương tới là mình học về sắc pháp là định nghĩa các loại sắc rồi phân loại đó. Vừa rồi ở Mỹ Viện cũng mới học xong về phân sắc pháp mà học bằng tiếng Việt á, và cái phân sắc pháp đó đó thì các bạn cũng đã cho ra một cái trò chơi rất là thú vị về các cái sắc pháp à, thì vì các cô ở đây là trẻ đó cho nên mỗi lần học cái gì đó cũng đưa vô những cái trò chơi như vậy để mà dạy thuộc bài, chứ bây giờ kêu cầm cuốn sách mà cứ đọc chữ này đọc qua chữ kia thì mình thấy nó đôi lúc rất là ngán mà lâu thuộc. Còn những cái thinh thức mà học ghép thẻ rồi chơi mà trắc nghiệm, nó chơi thiên thạch như vậy đó, nó thú vị, người ta học người ta cảm thấy rất là thoải mái à. Có lớp có nhóm Zalo, bây giờ nhờ chị Loan Trân á, chép cái link Zalo của lớp á, lên đến chỗ cái chatbox này để cho vì nào mà chưa có vào được cái nhóm Zalo đó thì quý vị vào đó để lấy tài liệu à. Và sáng thứ bảy đó xin xin nhờ cô Viên An nhắn giùm ha, là bắt đầu nguyên cái tuần thứ bảy, ngày mai nguyên ngày thứ bảy và nguyên ngày chủ nhật là sẽ cô phải quay thi vận đáp cho sinh viên đào tạo từ xa.
cả ngày luôn, cho nên là mình phải nghỉ học nữa. Nhờ cô thông báo giùm ha. Rồi, còn cô Loan Trân muốn hỏi cái gì thì cầm mic đi. Sư cô có thể cái bài tập này, thưa sư cô, có thể nói với lại mấy cô là thêm một vài cái option nữa, chẳng hạn như là con chọn từ á thì nó bắt phải chọn đúng mới được sư cô. Chẳng hạn như arupe phải chọn, con ghi là vô sắc giới thì không được, phải chọn là vị trí cách là ở vô sắc giới thì mới chịu. Jhana con ghi là thiền cũng không được mà phải ghi là cách tầng thiền. Với lại con Cho nên hỏi là không biết vì sao không, tức là thế này, tức là mình phải để ý trong cái phần mà mình học cái flashcard á, thì trong cái phần flashcard đó là cái từ đó là nó xuất hiện như thế nào, thì á, là bởi vì cái này là máy nó làm á, nên mình nhập cái thông tin vào học như thế nào thì nó sẽ xử lý thông tin như vậy thôi. Vì vậy đó, khi mà mình học cái phần từ vựng hồi nãy cô nói cái từ appamanya cũng vậy đó, bởi vì cái từ mà vô lượng tâm có hai từ mà hồi nãy vì mình không có để ý, mình không có dở tới, cô thấy là nó thì giờ cho nên 31 từ mà đi lâu quá, cho nên cô bỏ, mới mình đọc 17 từ thì cô bỏ qua mất rồi. Vì vậy cho nên đến khi nó vào hỏi lại đó thì mình không để ý, chứ còn khi mà học như vậy đó bắt buộc khi mình học cái flashcard mình phải để chỉ ra nào là như vậy. Arube mình không dịch sắc giới được, mà trong cái từ vựng đó là ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới chẳng hạn, đó là mình phải để ý để sau này mình đánh nó phải đánh y chang vậy mới được. Với là con thấy cái ở trong cái link này nó có phần bài tập 1, bài tập 2 ngữ vựng 1 với sư cô. Hình như là của câu chuyện nào khác ngoài cái phần mình học không sư cô? Tại vì con thấy mấy cái từ trong đây nó không có giống như trong bài học. Chứ Bài một tập quá 2 hả? ngữ vựng 1. Dạ, nó không có nằm Bài trong tập chương 2. 1. Dạ, T2, bài tập 2 ngữ vựng 1. Để cô coi, cô quay rồi nha. Thì cô quay thì phải đúng không phải đây? Thì cô bị nhầm không hả? Để cô Con không share biết để cho mọi người nhầm qua không. luôn. C2 hả? T2 gạch ngang bài tập 2 gạch ngang ngữ vựng 1. Mà T2 là cái gì? T2 là tập 2 hả? Vậy là mình lồn của cái ba to ly bên chỗ mà. Bởi vì hiện giờ rất, cô dạy rất là nhiều lớp. Thì là cái lớp đó là cái lớp Pali đó, văn phạm Pali mà bộ sách của Hòa Thượng Minh Châu đó là khóa tập 2. Nó T2 là tập 2. Vậy nó đi nhầm vô đây hả? Dạ, yeah, chắc con đi coi hết. Vậy là chị đi nhầm hay là bên đó đi nhầm? Để coi xem. Vì vậy là đi viện viên không? 20 thuật ngữ. Cô thấy hồi nãy mà cô mở ra thì cô chỉ thấy C chứ đâu không có thấy T phải không? C1, C và V này. C tức là chương, là chapter, và V là verse. Cho nên C1 tức là chapter 1, V1, V2 là verse 1, verse 1, verse 2 đầu kề, số 1 kề, số 2. Dạ, vậy là chắc bài khác. Tại vì Chắc, con chứ coi còn hồi hết nãy cô rồi. mở ra thì cô không có thấy chữ T. Chắc Dạ. là chị đi là lang thang nhiều chỗ quá rồi. Dạ. Hiện Với giờ lại đó là có, hiện giờ là cô dạy ra tới 3 lớp mà có 4 lớp có cái phần này, là một lớp á, là đào tạo từ xa khoảng 5 à, khoảng 7 đó là cũng có cái phần Quizlet này nè. Rồi một lớp á, là cô dạy lớp văn phạm Pali ở cao đẳng Đại Tông Lâm là cũng có một phần này nè. Rồi á, là một lớp này á, là lớp ví diệu pháp. Rồi có thêm một cái lớp nữa đó là lớp lớp về tăng luật của Tỳ Kheo Ni cũng có cái này luôn. Cho nên là hiện giờ là ở ni viện nó có rất là cái nhiều lớp mà đều có những cái này, cho nên lớp nào là có cái tư của lớp đó, không có lâm qua là lâm về được. Dạ, yeah, con hiểu rồi. Dạ. Với lại làm bài á, thưa sư cô, là so sánh mình làm thôi à, chứ không có so sánh với ai hết á. Coi như bài sau mình làm tiến bộ hơn, rút ngắn thời gian hơn cái bài trước. Không, cái này đó nếu như khi cùng một lúc mà có nhiều người chơi nha, này cái này là bắt đầu là đây thuật ngữ, đây là thuật ngữ về đúng là chỉ vào đấy là chị thấy là sau khi phần là vipassana là luật này, đây là những cái này thuật ngữ về luật đây, nisakiya pachitiya này tức là ứng xả đối trì này, rồi các loại y này, còn bên này là pali number đó, đây cái này là đại thuộc về bài 21 của bên chỗ sách văn phạm pali, sangadisesa là nội tổ tăng tàng. Thì đây là lập luật. Rồi bên này tập 2 đúng rồi, chị nói T2 bài tập 2 đây. Đây là văn phạm Pali. Như vậy là vì trong
lớp trống, trong y viện viễn thông là có nhiều lớp trống á, và ở đây nó cũng bị hơi bị ấy ha. 37 phẩm trợ đạo rồi pháp số. Vậy cái này là hồi đó là các sư cô cũng ôn để mà thi thi đổ vui, để đổ vui Phật pháp trong cái đêm mà thọ Đâu Đà đó. Đây bạn nào mà có học văn phạm Pali thì vào đây này nhá. Là điều có hết đó. Từ vựng cái này là đây, bắt đầu từ rồi Phật pháp căn bản cũng có nữa. Nhiều thứ ha. Vô đây là luật mà này. Rồi mời bạn ngồi từ ha. Dạ con định nói thêm cái chỗ chị hỏi đó là thật ra nếu mà mình vô ni viện nguyên không rồi mình vô phiêu lót đó cô, thì lúc đó là nó cũng sẽ theo bài thứ tự cho nó không có nhảy theo lộn xộn. Ví dụ như đúng con rồi, vô phiêu lót dạ lên vô phiêu lót ví dụ pháp thì hệ thống sẽ tự nhảy mấy bài ví dụ pháp, còn vô lót English Buddhist thì nó sẽ tự nhảy Buddhist term. Đúng rồi. Dạ. Bởi vì mình vô ni viện cho nên hàng trăm đó nhiều lớp trong rồi mình nhảy theo ABC. Còn mà mình vô cái khi mà gửi cái link cho quý vị đó là cái link đó là có lớp trong á. Dạ rồi, có ai hỏi gì nữa không, mình stop share. Rồi chắc là mọi người rõ hết rồi ha. Cố gắng là thỉnh thoảng vô trong mấy cái lớp đó ôn bài cho nó nhớ từ. Học cái gì vậy đó, nhất là ngoại ngữ, ngôn ngữ, tiếng học tiếng Pali, học tiếng Anh mà không có tư là bắt buộc là phải thuộc tư vựng thôi. Không có tư vựng là không có dịch được, không có đọc sách được. Thi là càng không được nữa. Thi là phải học thuộc lòng không à. Rồi bây giờ mình dừng lại ở đây ha. Xin mọi người chắp tay để hồi hướng. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vát ta mê ê buôn nhang sa va kaya và hằng hồ tu sa thứ sa thứ. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại vào tối thứ ba.